múa sạp. Con đọc lại lần nữa nhé. Ó họp họp nhóm. Á sạp múa sạp. Đọc lại lần nữa cho con nào. Ó họp họp nhóm. Á sạp múa sạp. Để luyện đọc được tốt hơn nữa, bây giờ cô cùng các con hãy chuyển sang phần đọc luyện đọc từ nhé. Bây giờ các con hãy quan sát lên và luyện đọc thầm theo cô. Con cò đóng góp giấy nhắc xe đạp. Các con hãy đọc và tìm cho cô những tiếng mà có vần có âm bờ đứng ở cuối. Cuối vần. Đúng rồi các em ạ. Tiếng cọp có âm pờ đứng ở cuối vần. Và tiếng góp cũng có âm pờ đứng ở cuối vần đấy. Đúng rồi, tiếng nhác cũng có âm pờ đứng ở cuối cuối vần. Và tiếng đạp cũng có âm pờ đứng ở cuối vần. Đấy. Bây giờ các con hãy đọc cho cô giáo những tiếng con vừa tìm được nhé. Cọp, góp, nhác, đạp. Con đọc lần nữa nào. Cò, có, nhát, đạp. Tốt lắm. Bây giờ các con hãy nhìn lên và đọc theo cô nhé. Con cò, con cò. Đóng góp, đóng góp. Giấy nhát, giấy nhát. Xe đạp, xe đạp. Tốt lắm, bây giờ cô sẽ mời các con cùng đọc lại toàn bài cho con nào. Ó, họp, họp, nhóm. Á, sạp, múa, sạp. Con, cò, đóng, góp. Giấy, nhát, xe, đạp. Con đọc lại lần nữa nhé. Ó, họp, họp, nhóm. Áp, sạp, múa, sạp. Con, cò, đóng, góp. Giấy, nhắc, xe, đạp. Cô cùng các con vừa luyện đọc xong phần vần và từ và để kết hợp để đọc thành câu. Thì bây giờ cô cùng các con sẽ chuyển sang phần đọc câu nhé. Đây, các con hãy quan sát cho cô bức tranh này nhé. Đây, con cho cô biết biết nào. Đây là bức tranh vẽ cảnh về thời điểm nào các con nhỉ? Đây là cảnh vẽ về mùa mùa thu. Có cây này, có lá vàng chuyển thành màu vàng và rơi rất là nhiều. Và còn có cái con nai vàng đang ngơ ngác đạp trên cái lá vàng khô đấy các con ạ. Và đây chính là nội dung của các câu thơ mà chúng mình chuẩn bị luyện đọc đấy các con ạ. Đây, và các con hãy nhìn lên và đọc đọc cho cô nhé. Lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Bây giờ các con hãy đọc thầm ba câu thơ này và tìm cho cô giáo tiếng có chứa vần có âm pờ đứng ở cuối vần nào. Đúng rồi, đây là tiếng đạp có vần áp đứng ở con pờ đứng ở cuối vần đấy con ạ. Và các con lại đọc tiếng này con nào.